đây Bình Dương có nhiều khu ngập quá. Rất là vui ha, hôm nay thì gặp được cô chủ nhỏ tiếp quản từ bà cô. Đó, thì nói chung là riêng Lý Hương ăn thì Lý Hương thấy là rất là ngon và giá cả cực kỳ là mềm luôn quý vị. Một tô ha đầy đủ hết, huyết nè, đậu hũ nè, da heo nè, xương nè, đầy đủ hết mà chỉ có 25k thôi. Rồi, đặc biệt nha, ngày trước khi mà Lý Hương đi á thì Lý Hương thường là xin rau thêm. Đó, thì là rau quý vị xin miễn phí ha. Đối với Lý Hương, còn quý vị thì phải tùy vô độ xinh trai và đẹp gái của quý vị. Hello, xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay một buổi chiều mưa tầm tã xối xả luôn ở Bình Dương. Thì Lý Hương sẽ dẫn quý vị đi ăn một quán bún riêu tên là 68. Khá là dân dã nhưng mà rất là đậm vị và ngon. Lý Hương đã ăn được một lần rồi. Ở đây thì có bún riêu giò hoặc là móng 30k, bún riêu xương thịt thì 25k, hoặc là đồ ăn thêm là 10k. Ấy da, có ai thèm ăn đồ ăn thêm không? Tô ha, cho chị thêm một tô đồ ăn thêm nghe em. Ok, huyết đậu hũ da heo hai bạn, ba cái luôn ha. Ok, ba cái luôn nha. Đây, rau trụng. Hôm nay thì Lý Hương đi dùng với lại bạn của Lý Hương và em bé Nhã Yến. Đây, hôm nay ăn 3 tô luôn nha. Đây là phần 25k thôi quý vị ạ. Rất chi là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá một tô 25k như thế nào nha. Xin mời bạn Chí với bạn Nhã Yến khám phá đây. Đây là quán do Lý Hương đã ăn trước rồi. Đây, có một cái miếng xương nè quý vị. Ở đây thì cái màu riêu cua cũng nhã thôi, không có làm quá màu ha. Đây, cà thì cà giòn chứ không phải là cà nhục. Em để lên đi. Đây, ồ cái này cũng rất là đặc sắc này nha. Cái phần chả lụa này nè, huyết. Ồ, cục nào cục đấy, xứng đáng luôn. Da heo. Ồ, cua nè quý vị. Nó không ăn đâu, nó không ăn. Bạn ấy, bạn không ăn nóng đuốc. Hai cục đậu hũ, rồi. Và một dĩa rau nha quý vị. Và rau thì ai muốn ăn bao nhiêu thì có thể xin thêm. Đấy. Nếu mà không cay thì lấy một ít mà sợ cay. Rồi, mưa tối tả luôn. Xin mời cả nhà cùng ăn với ba chị em nha. Mưa rất là lớn luôn. Còn đây thêm một tô thức ăn thêm 10k nữa quý vị ơi. Rồi bây giờ Lý Hương cắm máy và dùng đây.
thì bây giờ là do cái tiếng mưa rất chi là ồn nên là Lý Hương sẽ thu âm lại để review cái cảm nhận khi mà Lý Hương ăn tô bún riêu 68 lần thứ hai. Lần đầu tiên á thì Lý Hương trên đường đi thôi thì Lý Hương thấy một cái bảng hiệu để là bún riêu cua 25k. Rồi từ phía mà xa nhìn vô thì thấy một cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh, mặt bằng thì nó kiểu là mũi tàu quý vị. Nên là cái mặt bằng giống như kiểu như là sao nhỉ, nó không có đẹp đâu. Tuy nhiên rộng rãi và mọi người tha hồ mà để xe luôn. Nếu mà đi bằng xe gắn máy thì quý vị cứ chạy vô và để con máy che luôn. Còn nếu như mà đi ô tô thì quý vị có thể dựng hai bên, dọc hai bên đường, vì cái đoạn đường này không có cấm cản xe gì hết. Và quý vị biết không, khi mà Lý Hương đi vô á, điều mà ấn tượng á là hai anh chủ, chị chủ, em chủ hai cái bạn start up, coi như hai cái bạn khởi nghiệp ha. Thì sau khúc cuối thì Lý Hương có phỏng vấn bạn đó, nói chung là ngồi nói chuyện chơi thôi, nói phỏng vấn thì hơi quá. Thì em nó có chia sẻ là đây là quán của người thân, sau đó thì em mới bắt đầu tiếp quản. Tuy nhiên thì hiện tại là các sản phẩm như là bún riêu là món chính hay là nước sâm là món phụ, bán kèm theo thì đều chính do bạn ấy nấu. Và theo như cái vị mà nếm của Lý Hương á thì Lý Hương cảm thấy là bún riêu cũng khá là healthy á. Thứ nhất là về cái phần mà tạo màu này nọ đó quý vị, thì là rất là nhã nha, không có dạng như mà nhuộm cho đậm đỏ đã. Rồi thứ hai nữa về vị thì cũng rất là vừa ăn. Riêng Lý Hương thì chỉ cho siêu thêm một xíu mắm tôm cho nó thơm mùi mắm tôm nữa là gần như là đã ăn rất chi là ngon lành đó. Và đặc biệt là Lý Hương rất là thích là cái nụ cười của cô bé này, nhìn rất là dễ thương nha, mặt thì kiểu tròn tròn mà nhìn rất là dễ thương. Và cái bạn trai hay là em hay chồng hay người yêu không biết, bếp phụ đó thì cũng rất chi là dễ thương. Thì có hỏi sơ sơ thì các em ấy cũng đang thuê cái mặt bằng này để làm để bán bún riêu đấy. Thì dạo gần đây thì giới mà start up trẻ trẻ đó, các bạn học sinh, sinh viên hoặc là sinh viên mới ra trường đều có những cái ý tưởng để start up khởi nghiệp. Thì những cái mô hình quán ăn hay quán nước bán như thế này sẽ là một cái môi trường điều kiện để cho các bạn ấy có thể là làm quen với lại cái việc mà kinh doanh như thế nào. Việc mình làm sản phẩm, mình bán dịch vụ các kiểu, có rất là nhiều những bài học thực tế nhé sẽ được nạp vô đó, cho cái trường đời đấy. Tức là từ trường đời mình sẽ có những cái bài học rất là thực tế đó, nó khác xa với là trường học. Thì riêng mà đối với những Lý Hương thì những cái quán nào mà có các bạn trẻ rồi này nọ thì Lý Hương sẽ có một cái sự review nó sẽ khó khăn hơn so với những cái cô chú lớn tuổi theo cái dạng truyền thống đó. Thì nói chung thì với hai bạn này á, thì thoạt nhìn vô cái việc mà trang trí quán xá các kiểu á, thì mọi người cũng nghĩ là giống như kiểu như là người lớn thôi, tức là cũng không có đầu tư gì, chỉ là mở ra bán chứ không có đầu tư trang trí gì nhiều. Nền thì vẫn còn như là nền xi măng, nếu mình nhớ không lầm, đúng rồi, nền xi măng đó. Rồi chưa kể là đi vô thì mình sẽ thấy luôn cái khu vực ở phía xa xa là hai cái chiếc võng mắc sẵn để khi nào mà mệt chắc là vô nằm. Thì đặc trưng của cái việc mà bán hàng ăn và phục vụ tại chỗ như thế này đó, thì thật sự á quý vị, bán một tô thôi, vừa cái khâu chuẩn bị nè, rồi vừa cái khâu mà khi mà khách đến là chúng ta sẽ làm ra một cái thành phẩm, rồi chúng ta còn phải bưng bê rồi lau dọn nữa, nó mệt rất là nhiều so với cái việc mà bán mang đi. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái tô bún riêu của chúng ta nhé. Hôm nay thì Lý Hương ăn bún riêu cua, và ngày hôm nay thì đi đó quý vị thấy là hai người đó, đã là em bé Nhã Yến kế bên Lý Hương và người bạn ngồi phía đối diện Lý Hương đó. Thì hôm bữa cũng có khán giả comment là Lý Hương có bạn gái xinh thế sao mà giấu. Lý Hương không có giấu, mà bạn ấy cũng là dạng người đẹp Bình Dương quý vị. Rất nhiều những người đẹp Bình Dương khi mà nhìn thấy máy quay hình rất là ngại đi lên hình,
được lên chút xíu như vậy là mừng lắm rồi. Nên là quý vị cũng phải thông cảm nha. Thì riêng Lý Hương thì ai thích lên thì lên, còn ai không thích lên thì không lên. Thậm chí nếu mà trường hợp đã quay sơ qua mà không thích lên thì Lý Hương cũng sẽ cắt cái phần đó. Đó là cái sự riêng tư và cái tính tự do đó của mọi người, được quyền ha quý vị. Rồi tiếp tục, lại quay tiếp tục với lại tô bún riêu hả. Thì riêng Lý Hương á, Lý Hương rất thích chi ăn là rau muống. Đối với Lý Hương, rau muống, bún với lại nước dùng là ba thứ mà chắc chắn Lý Hương sẽ không bao giờ ngán. À, sẵn tiện là đang có cục huyết nè. À, quý vị thấy không? Huyết rất là nóng. Nóng. Và đặc biệt á, cái điểm cộng cho cục huyết này á, miếng huyết đi ha. Miếng huyết này á, là quý vị biết sao? Khi mà cắt nó to như vậy đó, thì nó giữ được cái độ nóng rất là lâu. À, nếu như không khéo ăn có thể là bị phỏng đó nha quý vị. Tuy nhiên thì nó sẽ bị cái quyết mà ăn hợp với là bún riêu là phải quyết mềm. Đối với cái khẩu vị của Lý Hương là như vậy. Gần như những cái quán nào mà có quyết mềm là Lý Hương sẽ chọn. Lý Hương không thích quyết cứng. Mặc dù là thích ăn huyết nhưng mà không có thích quyết cứng khi mà ăn bún riêu. Rất là nóng, mềm và ngập mồm luôn quý vị. Ngon. Đậu hũ thì cũng dạng dày nha, chứ không phải đậu hũ mà chiên mỏng đâu. Cái phần mà phía trong đậu hũ rất là nhiều. Tiếp tục đây, chả. Chả rất là ngon nha, tươi và ngon. Nó nhỏ thôi, nó chắc cỡ hai ngón út lại thôi. Hai ngón út là cái phần bề ngang, bề dài chắc là gấp hai cái ngón út. Thì chúng ta có thể là ăn 2 đến 3 cắn là được đó. Thì nó có cái vị giòn giòn của hình như là da heo á, mà nó còn ở trong cái chả. Nói chung là giòn sần sật, rất là ngon. Thì với cái phần huyết cua hay là những cái topping á quý vị, thì chúng ta nên cho một chút xíu mắm tôm. Ở phía ngoài có một hũ đường rất là to, và ngày hôm nay Lý Hương dùng để cái cây mà quay phim của Lý Hương á đó. Thì cho vô, sau đó mình cho thêm một chút xíu chanh, rồi sau đó mình sẽ cho thêm một chút xíu ớt, có thể là ớt tươi hay là ớt sa tế, rồi chúng ta xoáy quay quậy lên cho nó hòa đều lên, cho cái mắm tôm nó bung bọt lên á. Sau đó chúng ta dùng để chúng ta chấm topping là rất là hợp. Lúc trước lúc mà chưa thấy hũ đường á, thì trên bàn không có những cái hũ đường nhỏ nhỏ như các quán, mà có một cái hũ đường lớn tập kết ở phía trước phía trước quán. Thì do là Lý Hương không có cái khúc đầu của gì, thấy không, là cái video nó hơi cao đúng không, không có thấy được cái tô bún riêu, là tại vì Lý Hương để trên cái đồ để điệu đũa là cái nguyên một cái hộp để đũa, nên thì nó cây hơi cao. Thì Lý Hương quan sát thì thấy được cái hũ đường hộp dừa ở, thì Lý Hương tiếp tục Lý Hương lấy, thì mới bắt đầu là quấy thêm cái phần mắm ruốc, mắm tôm. Thì nó rất là có đường vô, có một chút chanh vô, thì chấm với lợp topping rất là hợp. Nên là quý vị lưu ý nha. Chứ thường là mỗi quán á, chúng ta sẽ có một cái hũ đường nhỏ nhỏ con đúng không? Còn quán này thì có một cái hũ đường to ở phía trước. Đó. Thì thật ra thì những cái video mà Lý Hương quay á, không có chủ đích nhiều đâu quý vị. Sẵn tiện kết hợp và hứng thú cái là Lý Hương quay. Nên là việc mà đem những cái dụng cụ, đạo cụ, quay phim các kiểu đó, nó không có đều thường gường là chỉ có một cái điện thoại thôi. Nếu như mà Lý Hương không có đem cái chân máy mà mini á, nhỏ nhỏ á, thì Lý Hương để trên những cái nào mà có thể để dựa vô lưng, vô tường, vô các kiểu đó. Nên là thường là những cái video của Lý Hương nó sẽ là như vậy. Nhưng mà Lý Hương chắc chắn có một điều là nó sẽ khác so với những kênh khác, và quý vị biết sao không? Đó là cái chính chân thật và cái tính chính trực nữa nha. Như mà cái ngày hôm nay á, là cô chủ quán á, có mời ba đứa là ba chai nước sâm, mỗi chai nước sâm trị giá là 5k cho cái việc Lý Hương review quán. Nhưng mà không vì những chai nước sâm đó mà Lý Hương review và nói tốt, mà đơn giản là Lý Hương đã ăn rồi, Lý Hương chấm điểm rồi, và Lý Hương thấy ok thì Lý Hương quay phim chia sẻ lại, cũng như là lưu lại cho mình cái địa chỉ nếu như mà có dịp thèm muốn thì đi lại ăn để tránh quên. Đó là cái mà cái sự chia sẻ của Lý Hương. Còn việc mà quán có cho thêm, tặng nước thêm thì nhận thôi quý vị, đúng không, lọc mà phải nhận thôi đó. Thì nói chung là ăn ba tô này thì ba đứa rất là no rồi quý vị, nên là chỉ cần một một chai nước và chúng mình chia lại cho ba
Đó, thì mỗi đứa dùng một cái ly nước thì đã ok rồi. Rất là no, rất là chất lượng luôn quý vị ạ. À. Đó, thì cô bé Nhã Yến kế bên thì bạn ấy cũng ăn một phần tô như người lớn. À, năm nay là bạn lên lớp 6 rồi nên là bạn cũng coi như là khẩu phần ăn như người lớn rồi. Bây giờ là cái giai đoạn mà để là xây dựng cơ thể nè, nên là phải cho thức ăn vô để cho nó đủ chất để nó xây dựng, nó lớn lên. Nếu như mà form nó có lệch chút xíu thì cũng tạm chấp nhận đi, tại vì này lúc nó đang cần tăng cái chiều cao. Để nó tăng chiều cao, nếu mà cái form nó hơi sồ một xíu thì mai mốt mình sẽ có những cái cách thức để mình về form được. Nhưng mà bây giờ là cái giai đoạn tiên quyết để đủ dưỡng chất để tăng cái chiều cao, đạt được cái chiều cao trước đi. Nói chung là đối với Lý Hương thì rất là ngon, mà rất là sạch sẽ và chỉnh chu. Nước dùng thì lúc nào cũng nóng. Mà đúng rồi, đối với những món nóng nước này thì phải như vậy. Rồi kết hợp thêm một cái không khí ngày hôm nay rất là thuận lợi cho quán, và tăng thêm cái sự ngon nữa là thứ nhất là ba đứa rất là đói. Thứ hai nữa trời mưa âm luôn. Và quý vị biết không, khi mà mình ăn một cái món nóng nước như thế này mà giữa trời mưa tiếng mưa, nó tạo thêm, nó tăng vị thêm. Đấy, tức là cái môi trường xung quanh nó làm cho mình ăn cảm thấy ngon hơn. Mặc dù là do là mưa đông nên là quán chỉ có tiếp một vài khách trước khi Lý Hương vô là mua đem về. Còn gần như trong lúc ghi hình là chỉ còn có ba đứa ngồi trong quán thôi. Đấy, thì một trong những cái điều ăn mà chúng ta sẽ cảm thấy ăn ngon nữa là khi mà chúng ta đến quán mà chúng ta thấy đông quá trời người cùng ăn, cùng hít hà, cùng húp súp, rồi hùng cay nữa, nói chung là nóng các kiểu, thì mình sẽ thấy được cái bầu không khí ngon hơn khi mình ăn một mình, đúng không, hoặc là ăn ở nhà, đúng không. Nhưng mà đối với tiếng mưa, quý vị thử đi ăn những món nóng nước dưới cái trời mưa lành lạnh đó, mình thấy khói bung lên là rất là ngon. Giống như kiểu là quý vị thử uống sữa đậu nành đậu xanh đi đó, mà vào cái khung giờ sáng sữa nóng, trời lạnh lạnh se se, cầm cái ly nước so so rồi uống ấm ấm, nó rất là ngon đó. Còn buổi trưa thì lại phải uống sữa ấp lạnh đó, hoặc là lên Đà Lạt ha đó, thì phải uống sữa nóng. Rồi trời ơi, đó là những cái mà nó làm cho cái sự thưởng thức, cái sự ăn uống của chúng ta sẽ lên một cái level. Đó, thì hơi lan man chút xíu, đại loại là Lý Hương thấy là rất là ok về giá cả, chất lượng, rồi phục vụ. Không gian quán thì nó không có được trang trí đẹp lắm, nó chỉ là một cái quán ăn bình thường thôi, nhưng mà rất là sạch sẽ, chỉnh chu. Và ghế thì ngồi gần ghế cao, thoải mái để mình ngồi, quạt thì tha hồ mà bật lên nếu mà bị nóng đó. Thì bây giờ là tới đoạn tác thôi. Thì nói chung trong cái tô này thì Lý Hương chấm rất là nhiều những cái topping ok nhá, chả nè, rồi huyết nè, cà thì không chấm tại vì cà đây là một dạng cà giòn á, nên thì thôi. Lý Hương thích cà nhục hơn, cà mà giống như kiểu như là nó nhục thiệt nhục á thì ăn vô quyện với lại bún như lại rau thì Lý Hương thích hơn. Tuy nhiên thì thôi cũng được. Rồi đấy là sự review. Thì bây giờ thì đang ngồi hỏi nói chuyện với cô chủ nè, xong rồi để Lý Hương sẽ to cái tiếng này lên thì quý vị nghe có cái tiếng mưa thông cảm chút xíu nha, tại vì trời mưa rất là to nên là quý vị thông cảm chút xíu nhé. Rồi nghe Lý Hương phỏng vấn. Trời ơi, ngon quá. Ngon. Em nấu hả? Dạ. Mới ra. Ê, không biết ngồi đây nói chuyện chơi không? Bé muốn ngồi đây nói chuyện chơi không? Vui ha, hôm nay thì gặp được cô chủ nhỏ tiếp quản từ bà cô đó. Thì nói chung là riêng Lý Hương ăn thì Lý Hương thấy là rất là ngon và giá cả cực kỳ là mềm luôn quý vị. Một tô ha đầy đủ hết, huyết nè, đậu hũ nè, da heo nè, xương nè,
đầy đủ hết mà chỉ có 25k thôi. Rồi, đặc biệt nha, ngày trước khi mà Lý Hương đi á thì Lý Hương thường là xin rau thêm. Đó, thì là rau là quý vị xin miễn phí ha. Đối với Lý Hương, còn quý vị thì phải tùy vô độ xinh trai và đẹp gái của quý vị. Và quán á, thì bán từ khoảng là 2 giờ chiều là sẽ có. Đó, thì như bé này đã nói thì khoảng là 7-8 giờ tối ha. 7-8 giờ tối thì sẽ hết. Đó, thì quán thì cũng nhân giả thôi. À, để xe thì có chỗ thì ok, thoải mái cho xe máy, xe ô tô thì đoạn đường này là không có bị cấm cản ngày nào hết. Đó, thì rất vui khi mà chia sẻ với quý vị trong cái video này. Em có muốn gửi gắm gì kêu gọi mọi người lại không? Đây quán, em nói địa chỉ, chị chưa thấy cái địa chỉ. Địa chỉ em ở hẻm số 778. Hẻm 778, đường Lê Hồng Phong, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Như em nói thì quán là được bao nhiêu lâu từ cô bán? Cô thì cũng bán cũng lâu rồi đó, 3-4 năm. Rồi xong bây giờ là bé bán đó. À, đặc biệt thì hương vị rất là ngon. Quán tuy rất là bình dân nha, nhưng mà đồ đạc tất cả rất là gọi là gọn gàng, rồi rất là tươi đó. Và đặc biệt là cái hương thấy là huyết ở đây là ăn ngập môi của quý vị đã đó. Em bé này nãy mấy cục khai đi, ba mẹ đem coi á. Cục. Quên, hôm bữa cái đó cục cục. Khán giả comment không biết là kêu bằng gì, cục huyết cái gì đúng không? À, cục nương. À, miếng kêu đồ ăn mình comment đó là kêu cục cục ghê ghê. Miếng huyết. Rồi, và đấy là video ngày hôm nay. Xin gửi đến quý vị, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye quý vị, bye bye. Ngập nha quý vị, đường hẻm này cũng bị ngập. Dạo gần đây Bình Dương có nhiều khu ngập quá, mưa xíu là bị ngập. Đây xuất hiện rồi, bạn gái kim vệ sĩ của Lý Hương luôn quý vị. Trời ơi, đi.